Với phương châm gần dân, sát dân, trong thời gian qua, các đơn vị trong lực lượng vũ trang tại Lâm Đồng tổ chức các chương trình dân vận ý nghĩa, phối hợp với các cấp, các ngành, xây dựng, sửa chữa cơ sở hạ tầng, giúp dân phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Công trình văn hóa thể thao Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú, Trung học Phổ thông tỉnh Lâm Đồng được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hỗ trợ 500 triệu đồng. Trên diện tích gần 500 m², công trình hỗ trợ đầu tư sau khi hoàn thành sẽ đảm bảo cho việc sinh hoạt văn hóa, thể thao, rèn luyện sức khỏe của giáo viên và các em học sinh nhà trường. Cái công trình này nó thực sự có ý nghĩa đối với tập thể nhà trường. Nó không chỉ giúp cho các em học sinh có thêm cái khu vực để mà các em luyện tập thể dục thể thao sau những giờ học tập mệt mỏi. Và cái công trình này nó cũng thực sự là thể hiện cái sự gắn kết giữa lực lượng vũ trang và nhà trường. Nhà văn hóa xã Đạ Quyên có đông đủ bà con đến nhận quà và khám, cấp thuốc chữa bệnh. Ở một địa bàn khá xa của huyện Đức Trọng, đời sống sinh hoạt của người dân Đạ Quyên còn nhiều khó khăn, nên chương trình dân vận của quân đội, công an, cựu chiến binh, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể lại càng ý nghĩa. Đoàn công tác đã phát quà từ thiện thế này trong gia đình và rất là vui, cũng là rất là ấm lòng vì đã có sự hiện diện của từ thiện đã phát quà cho gia đình. Năm 2022, ngoài cán bộ chiến sĩ trong toàn quân, lực lượng vũ trang tỉnh đã huy động các lực lượng như dân quân tự vệ, dự bị động viên tại từng địa phương, giúp dân làm đường giao thông, khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo chương trình an sinh xã hội. Phối hợp với các cấp ngành, xây dựng 20 căn nhà tình nghĩa, quân dân, 4 nhà đồng đội, xây dựng công trình văn hóa thể thao cho các đơn vị, địa phương, vùng dân tộc thiểu số, theo chương trình của Bộ Tư lệnh Quân khu 7. Tham mưu cho Ban chỉ đạo 502 tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức dân vận tập trung tại hai xã Đạ Tâm, Đạ Mờ Rông, huyện Đâm Rông với kinh phí hơn 4 tỷ đồng, xây dựng các công trình, phần việc thiết thực, tổ chức thăm hỏi tặng quà gia đình chính sách, người có công, tặng quà thanh niên trúng tuyển nhập ngũ, v.v. Lực lượng vũ trang của tỉnh tập trung thực hiện các cái nhiệm vụ công tác dân vận hướng tới thiết thực là chào mừng kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống quân đội nhân dân Việt Nam, 77 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang quân khu. Và chúng tôi tập trung phát động cái thi đua cao điểm và thực hiện là các cái nhiệm vụ công tác dân vận đạt được những hiệu quả và những công việc tích cực nhất để thiết thực chào mừng các cái ngày kỷ niệm. Hướng đến ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 sắp tới, hiện các đơn vị trong toàn quân xây dựng kế hoạch tiếp tục các chương trình hành quân dã ngoại, tổ chức dân vận giúp dân, đẩy mạnh các phong trào thi đua quyết thắng, với tinh thần xung kích, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao.